Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều tối của ngày 20 tháng 7 năm 2024, tức là video số 2. Còn video số 3 chúng tôi sẽ phát vào lúc 0 giờ ngày 21 tháng 7, tức là khuya của hôm nay. Trước hết là chúng ta đến với Ukraine. Ukraine nhưng mà chúng ta không phải chiến sự. Chúng ta biết là một cái bà cựu phó chủ tịch quốc hội của Ukraine, tức là bà Fajon, hôm qua đã bị ám sát tại Lvov. Thì người ta nói rằng là cái bà này, bà là cựu thôi, chứ không phải là đương kim. Thì trước đây, trong cái thời gian mà bà ấy làm phó chủ tịch quốc hội, thì bà ấy từng tuyên bố rất là rắn, tức là bác bỏ cái tiếng Nga và phạt những ai mà nói tiếng Nga. Thì hôm qua bà đã bị một kẻ lạ mặt với cái súng không cần chạm thanh, nổ súng rất to, bắn vào bà, đã cấp cứu vào trong bệnh viện Lvov. Nhưng mà nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng mà bà đã không qua khỏi. Ba nước Baltic, Estonia, Latvia và Litva yêu cầu Nga đo đạc lại sông, cùng nhau, tức là rời cái thỏa thuận về cái hệ thống điện chung với nước Nga. Tức là ba nước này trước đây là cùng cái hệ thống điện, bây giờ ngắt, họ không dùng nữa. Tức là thoát khỏi cái hệ thống điện chung. Còn riêng Estonia thì yêu cầu Nga đo đạc lại sông Dnepr giữa hai nước. Cái việc mà ông Trump muốn dừng cuộc chiến tại Ukraine, tức là giữa Nga và Ukraine, cũng như là hay nói cái khác là ủy nhiệm của NATO và EU đánh Nga, thì ông muốn chấm dứt này là không chỉ là coi như là với một cái lòng tốt là để mà ngăn cho mọi người, nhà mọi gia đình và các quân nhân chết, mà ông muốn là coi như qua cái đó để có công với Nga, để sau này á Mỹ và Đài Loan có đánh Trung Quốc, có đánh Đài Loan với Mỹ, thì lúc đấy thì Nga đừng có xía vào. Tức là chúng tôi không xía vào vấn đề Ukraine, thì mai mốt là quánh nhau đụng đàng đây thì ông cũng đừng có ngó ngàng gì hết. Thì đấy là cái thâm thúy của cái thâm ý của Donald Trump thôi. Nhưng mà Nga thì tôi nghĩ nó cũng chẳng nghe. Và là tự nhiên ông ở đâu, ông chưa làm tổng thống mà đã áp đặt tôi là sau này phải thế nọ thế kia, thì tôi nghĩ là cái chuyện này nó hơi khó. Tình hình ở Ukraine thì dạo này chúng ta thấy là dân xuống nó đốt các cái xe của cảnh sát, cái xe tuyển quân của quân đội rất là nhiều. Chúng ta tôi thấy có cái hiện tượng nó bắt đầu giống như là xuống đường biểu tình này các bạn nhé. Ở Indonesia, đây là Việt Nam, Indonesia, thì hôm nay có một cái trực thăng bay thế nào lại vướng cái dây diều mà cuối cùng là bị tai nạn. Rất may là 5 người chỉ bị thương chứ không có ai tử vong. Có hai tàu hàng đang va chạm tại chỗ El Malacca, Singapore. Đó là tàu treo cờ của Singapore và một cái tàu khác thì treo cờ của Sao Tome Principe. Sao Tome Principe thì cũng là một quốc đảo nằm ở phía tây của châu Phi. Xin nhớ là chỗ Guinea-Bissau đảo. À đây, đúng rồi. Đây Guinea-Bissau đảo đây mà. Đây Sao Tome Principe thì là tông với một cái tàu treo cờ Singapore tại đây. Hai cái tàu dầu đã gây ra hỏa hoạn cho cả hai, và rất may là các thủy thủ đoàn chỉ bị thương chứ không ai chết. Như trước đây chúng ta biết là chỗ Singapore này có một chuyến máy bay của Singapore Airlines đã bị nhiễu động, sau đó là có những người là bị, nói chung là bị hất tung lên nóc. Thì bây giờ là cái hãng này nó phải đền cho mọi người đi trên máy bay đó, người nào ít nhất là 10.000 đô và người nào cao là 25.000 đô. Hiện nay thì tại Odessa, người ta đã gọi là có một cái hệ thống, tức là ô chống tên lửa này, giống như là Rondom của Israel ấy, tức là vòm sắt đấy, nhưng mà đây nó là cái ô, mà ô này thì chủ yếu là các loại Patriot thôi. Và họ khoe là đã bắt được cái Iskander phóng vào, và chụp cổ được cái Iskander của Nga. Đức hiện nay đã đưa cái, tức là cung cấp cái Patriot thứ ba cho Ukraine.
Hôm nay thì Ukraine đã bắn và nổ một cái kho đạn tại Voronezh. Voronezh thì chúng ta biết nó là đây các bạn nhé. Tức là giáp với Lugan này. Voronezh. Thì trước đây mà ông Prigozhin ấy, sau khi mà kéo quân từ trên này lên Moscow là tới Tula, sau đó là họ sau đây nghe cái ông Suprovikin ông nói cái là bắt đầu là lại đi quay trở lại là về Voronezh này, đây Tula này, Moscow còn cách khoảng 200 cây thôi thì tới Tula quay về Voronezh, từ Voronezh họ về Lugan. Đấy thì hôm qua là bên Ukraine nó nhận nã đạn vào đây thì đã làm cháy nổ tương đối khá, tức là sâu trong lãnh thổ Nga đấy các bạn. Như chúng ta đã nêu, tức là hôm nọ Việt Nam đã trình lên Liên Hợp Quốc, tức là cái bản đồ về cái hải phận ngoài hải phận quốc tế mở rộng thì nước nào có quyền đó theo đúng cái hiến chương của cái tức là UNCLOS, tức là cái công ước về biển của Liên Hợp Quốc, thì tất cả các nước đều ghi nhận điều này, tại vì nước nào cũng có quyền như vậy hết và họ tôn trọng, ghi nhận và tôn trọng cái việc đệ trình này của Việt Nam, nhưng mà chỉ có riêng Trung Quốc là đang bác bỏ chuyện này. Ông Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày hôm qua thì chúng ta thấy là các nước thân thiện đã gửi điện và thư chia buồn, trong đó có ông Putin, có Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc, có Lào, Campuchia và Cuba. Trước mắt tôi thấy có một số nước như vậy. Hiện nay thì có một cái băng nó đang gom, tức là cái 1.000 cái UAV, tức là các cái sản phẩm để lắp đặt được 1.000 cái UAV để cung cấp cho Houthi, Hezbollah, tức là do Iran hậu thuẫn. Thì chúng ta biết là từ cái chỗ Barcelona đây, thì Barcelona là một thành phố của Tây Ban Nha, thì họ có thể đi thẳng luôn cái qua địa Trung Hải này, hay là có thể đến tới Liban là được rồi. Thì họ đã bị bắt tại hai cái thành phố đây, mất 4 người, 3 người ở một thành phố này và 1 người ở thành phố khác. Hiện nay Nga thì có 5 máy bay IL-76 bị hỏng là do cái vòng bi. Tức là trước đây không biết là bên Boeing hay là bên bên Airbus người ta lắp ráp, hoặc là cái gọi là cái option, các chi tiết của cái máy bay thì nó là hàng giả, cho nên là bây giờ tức là ngừng bay 5 cái máy bay IL-76, thì nó loại này loại xịn đấy các bạn. Trước mà chở coi như là mấy chục quân Ukraine sau đó bị bắn hạ. Belarus mới tử hình một công dân Đức vì can tội là giúp NATO và Ukraine chống lại Nga, chống lại Đức, chống lại Ba Lan. Nhân tiện đây thì nói luôn cái thành phố, cái làng Zhurovka cũng đã được giải phóng các bạn nhé. Zhurovka là chúng ta biết là nó gần New York. Một công dân của Belarus đã bị tử nạn sau khi một cái UAV của Houthi bắn vào. Thì bắn vào này chúng ta thấy là cái ông này ông là thợ điện thôi, thì ông đang lúi húi ông sửa chỗ cái bờ kè gần cái sứ quán Mỹ tại đó, thì cái UAV của Houthi thì bắn này bắn chủ yếu bắn sứ quán Mỹ, nhưng mà cuối cùng trúng cái công dân Belarus này chết. Tại Rostov thì chúng ta biết là một cái thành phố, nó cái chỗ mà ông Gerasimov đang làm việc đấy các bạn, thì hôm nay người ta đã bắt được một kẻ lạ mặt đang phá cái đường ống dẫn nước cho đồ nhét, cái đường ống dẫn nước cho đồ nhét. Đây là biên giới này. Obama nói rằng cái hành động của Nga ở Ukraine chính là cái sự đe dọa với cái sự an ninh cũng như là của châu Âu cũng như là của Mỹ. Thì tôi thấy là cái ông này ông ấy cũng luật sư, ông cũng là Harvard rồi cũng là cựu tổng thống, mà ông nói năng như thế là không được. Bảo là Nga mà cái hành động tại Ukraine này chính là đã đe dọa châu Âu và Mỹ, không có đúng, tôi cho câu này không đúng. Bởi vì là trước đây là Ukraine là của Liên Xô, Ba Lan, Hungary, tất cả cả hệ thống các ông đánh dẹp từ cái hệ thống, từ cái chỗ mà Tây Berlin đánh cho bây giờ tới cái biên giới Nga. Bây giờ Nga được phải đứng lên tự vệ thì các ông lại bảo là coi như là không đúng, không được.
Anh có nói là cái hành động như thế là hành động đe dọa châu Âu và Mỹ. Thấy này trắc lắc, không có đúng. Liên minh châu Âu hiện nay đang mua cá của Nga lên tới mức kỷ lục từ đầu năm đến nay. Sri Lanka không phản đối người Nga làm ăn tại nước này. Trước đây thì người ta cũng có nói cấm cấm đấy, chỗ Sri Lanka đấy các bạn, đấy là quốc đảo nằm đông nam của Ấn Độ, tức là nằm trên Ấn Độ Dương, thì có một cái cảng mà Trung Quốc thuê luôn đấy mà đổ nợ đấy các bạn. Thì Sri Lanka này thì họ tuyên bố là không có vấn đề gì hết, người Nga người cứ thoải mái làm ăn ở đây thôi. Ở Trung Quốc thì nó mới sập một cái cầu, chúng ta biết là hệ thống cầu đường Trung Quốc là siêu siêu tốt, siêu siêu bền đấy, nhưng mà hôm nay thì có một cái cầu nó bị sập làm cho 30 người mất tích. Thì chúng ta biết là cái đỉnh cao làm coi như làm cầu ở trên cao, hoặc là cầu vượt biển, hoặc là cầu chui dưới đất hầm ngầm, thì có thể nói Trung Quốc là số 1 đấy các bạn, nhất là các cây cầu. Tôi có dịp tôi sẽ làm các cây cầu của Trung Quốc này, các bạn thấy nó hùng vĩ, nó tuyệt vời, và nó có cũng có một cái gì đó nó rất là nói chung là nó dạng nguy hiểm, nó gọi là rất là gì, gọi là gì nhỉ, gọi là dạng rất rất mạo hiểm, hôm nay là như vậy, cho nên là thi thoảng cũng phải sập thôi. Một cái máy bay của Ấn Độ là bay từ Krasnoyarsk đi qua San Francisco, thì tôi cũng không hiểu tại sao nó lại có cái vụ này. Krasnoyarsk thì chúng ta biết nó gần sông Baikal đấy, hồ Baikal, với lại cái thành phố Baraskar và Krasnoyarsk là hai cái nhà máy thủy điện hồi xưa chúng ta học, và chúng ta thấy nó là lớn. Đây Krasnoyarsk và Baraskar đây, hai thành phố này gần Yakut, đây là hồ Baikal. Thì ông bay kiểu gì mà cuối cùng là bay bay sang San Francisco, là cái chỗ tôi đang ở đây. Thì chúng ta biết là Mỹ đang cấm Nga mà. Đấy, chỗ, máy bay nào mà bay vào Nga thì là sẽ bay từ Nga qua Mỹ thì phải 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 gần như là không được, nhưng mà đây nó lại Ấn Độ bay qua nhưng mà lại bay từ đất Nga sang, thì có lẽ là nó một cái có vấn đề gì đó thì tôi không biết. Nên có thể là bay sau đó là nó bị khẩn cấp gì, nó hạ xuống tại Krasnoyarsk đây, sau đó từ Krasnoyarsk đi San Phan, tức là viết tắt của San Francisco, cái an toàn. À, cái thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga là chúng ta biết là ông Timur đấy, Ivanov, thì ông này là đang bị bắt, nhưng mà hôm nay thì tự nhiên là hai cái thuộc, không phải là hai thuộc cấp đâu, mà gọi là hai hai người làm ăn với ông ấy, thì tự nhiên là chết này, trong ngày hôm nay, thì không biết là có liên quan gì đến cái vụ này không. Tuyên bố ông Lavrov tuyên bố rằng là Nga không chấp nhận hội nghị hòa bình Ukraine lần thứ hai, vì nó không phải là vì mục đích hòa bình, và lại thì Nga có muốn tổ chức thì tổ chức thôi, hoặc là một tổ chức quốc tế đứng ra, chỉ cần bây giờ Ukraine nó bảo tôi thích tôi mời ông, bây giờ tôi thích tôi không mời ông làm gì tôi, thì bây giờ bảo tôi thích tôi mời đấy. Lavrov cũng nói trước, tức là sẽ không tham dự. Mà tôi nghĩ nếu mà bây giờ có tổ chức ra thì cũng rất ít nước tham dự. Tại vừa rồi đi nó nhạt nhẽo mà nó trả ra một cái hệ thống gì giống như là kéo kéo băng kéo đảng, như Ấn Độ thì cũng trả đi rồi. Rồi tất cả các nước đi thì nó trả ký, ngoài các nước châu Âu, Mỹ, này, một số nước như Nhật, các thứ Úc thì ký thôi, chứ còn không ai ký hết. Cho nên bây giờ cái hội nghị hòa bình lần thứ hai, thứ nhất là anh cũng trả đủ tư cách, cái thứ hai nữa là coi như bạn nói lung tung cũng trả đi. Hôm qua Quốc hội Israel đã nói phản đối sự thành lập nhà nước Palestine. Cái điều này làm cho tất cả các nước EU rất là phẫn nộ. Chúng ta biết là EU nó cũng ủng hộ cái nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel, nhưng mà cứ ồn ào kiểu này là không thể thành lập được, và bây giờ muốn thu hồi cả đất này cơ, cho nên là rất là khó. Còn Đức thì bình luận rằng là đây là một cái động thái thụt lùi của Israel. Chúng ta thấy là Mỹ và Israel hiện nay cùng dẫn tay nhau, coi như là làm mất uy tín của mình. Hiện nay thì F-16 đang được đẩy nhanh để giao qua Ba Lan, và từ Ba Lan là sang Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng của Nga hôm nay đi lên thăm Triều Tiên, vào thăm Triều Tiên. Sau khi được hỏi ông Putin về vấn đề là trả lại cho Trung Quốc cái thành phố
Vladivostok. Chúng ta biết Vladivostok thì là một quân cảng của Nga, thì nó là một trong những cái đại bản doanh của hạm đội Thái Bình Dương. Thì trước đây năm 1858 thì nó cũng là thuộc Trung Quốc, nhưng mà còn trước đó nó cũng thuộc Nga Hòa. Xa Hòa mấy trăm năm nhưng mà gần như không có ai tới đây cái thời điểm đó, tức là không phải không ai tới đây mà người ta không không màng gì đến kiểm soát cái vùng cái thành phố này. Thì sau khi được hỏi thì bao giờ có trao trả cho Trung Quốc không, thì tại vì năm 1995 ấy, thì Nga có nói rằng là sẽ trả Trung Quốc cái Vladivostok, nhưng mà đến bây giờ ông Putin đang nói rằng cái chuyện này thì tôi chưa nghĩ đến, chứ không nói là nếu mà gặp như tôi hay như các bạn thì bảo là không trả. Nhưng mà ông Putin mà cái việc này chúng tôi chưa nghĩ đến, chưa nghĩ đến thì làm gì có chuyện giao. Rồi Ý vừa rồi mới phạt tiền một cái nhà báo, tức là chế giễu hoặc là lăng mạ, cũng không lăng mạ hơi quá, chế giễu bà Meloni, tức là cái bà thủ tướng của Ý, là coi như là bất mãn với chiều cao, tức là chế giễu cái chiều cao của bà này. Bà nhà báo này bị phạt, nhưng mà may quá không có tước cái thẻ nhà báo. Ông Zelensky gọi điện cho anh Trump để thăm dò, để làm gì? Không biết là có phải là hỏi thăm là mày chết chưa? May quá ông chưa chết, mà là chúc mừng ông đã được Đảng Cộng Hòa đề cử. Mà cũng cố gắng nói là coi như là tán dương Zelensky, tán dương ông Trump, là coi như là ngon lành, để sau này nếu có lên làm tổng thống thì nương tay cho em cái. Như ông Trump nói rồi, tôi lên thì chắc chắn là sẽ hòa bình, chắc chắn là có hòa bình rồi. Chỉ còn chưa nói đến cái vụ ám sát hụt đấy, coi như bây giờ mà còn nói còn cỏ quốc. Nhưng mà anh này rất là mực, nói đến 15 đến 20 phút anh khoái là anh cũng ngang ngửa với các nhà lãnh đạo thế giới. Đấy, bây giờ cho dù là người ta đã bóc lon, bóc quân hàm, bóc quân hiệu của ông rồi, nhưng mà anh vẫn cứ nghĩ anh tổng thống. Đấy, cho nên là được tổng thống Hoa Kỳ hoặc cựu tổng thống Hoa Kỳ mà nói chuyện tôi là vui rồi. Một công dân ở Florida đã bị bắt vì dọa giết ông Trump và ông phó của ông Trump là ông Vance. Hiện nay thì có 13 nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, tức là lại tiếp tục là đề nghị ông Biden ngừng cuộc đua thì thôi. Thì chúng ta thấy cái làn sóng mà đòi ông Biden rút lui rất là nhiều, và có khả năng là ông cũng rút lui thôi. Thì nếu mà các bạn nào nếu mà thức được thì đến 0 giờ ngày hôm nay tôi sẽ có một cái video tôi đã làm rồi, bây giờ chỉ đến giờ là nó phát lên thôi, là tôi nói về cái vấn đề ông Biden. Và tôi nghĩ rằng cái hồi đầu tuần tôi có nói là cuối tuần này thì ông sẽ chính thức thôi, nhưng mà bây giờ anh thôi anh cũng phải có cái bài, chứ không phải tự nhiên là bảo là chửi tôi quá là tôi thôi, hoặc là bảo là ông Trung ông cãi tôi hay quá, tôi nhu nhược quá tôi thôi, hoặc là tôi ốm đau tôi bệnh tật quá thì tôi thôi, thì không được. Mà cái này nó có lộ trình các bạn nhé, và cái lộ trình này thì cuối tuần này nó sẽ công bố. Bởi vì nếu mà ông chậm trễ thì cái ứng viên cho Đảng Dân Chủ để đấu với ông Trung nó sẽ gấp gáp và sẽ khó. Còn nếu mà ông đồng ý ngay thì có thời gian để làm cái chuyện kia, nhưng mà thì nó lại không giống ai. Thì người ta nói đây là cái sự thối nát của cái tinh hoa chính trị của Mỹ hiện nay nó là như vậy. Tức là sau khi chửi giao xong, cái chửi không lại thì tao bắn không xong thì tao xuống, kiểu như vậy. Xuống thì bây giờ chúng này nói tôi xuống thì tao bây giờ tao nói ốm đau thì hóa bệnh hoạn tao không được, thì bây giờ thì tao nói Covid rồi, Covid xong, Covid nghỉ mấy ngày xong thì tôi giải tán thôi, thì có lẽ là như vậy thôi. Thì ông làm hay không làm thì cũng chả liên quan gì đến nồi cơm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có thể vào một trận. Cái tình hình tại Ukraine thì chúng ta biết là tại khu vực Odessa thì có thể nói là dân cũng đã nổi lên và đốt xe rất là nhiều, nhất là đặc biệt là xe của các đám tuyển dụng, tức là sau khi làm việc về để khắp nơi đấy thì người dân nó đốt hết các bạn. Thì có thể nói rằng là trước đây thì Odessa thì không có đâu, chỉ có mấy cái trên này, Kryvyi Rih, rồi những Poltava, Zaporizhia và Kiev là họ đốt. Thì hôm nay họ đốt ở Odessa. Thì cái này có vẻ nó giống như cái làn sóng chống đối, trước mắt là chống cái vấn đề mà huy động, tức là nghĩa vụ quân sự đấy, là người ta chấm cái đấy nó bất cập, nó không có công bằng.
Chỉ có những nhà nghèo những đấy thì là đi thôi, chứ còn là còn quan lính xếp gì đấy là biến hết rồi, cho nên dân họ rất là bực bội. Trong toàn chiến tuyến thì chúng ta thấy là chỉ có một cái khẩu súng ở đây, có nghĩa là mặt trận lại im tiếng súng, hay nói cách khác là giao tranh nó không có lớn. Tại khu vực phía Bắc thì chúng ta thấy là cái khu vực lúc bô ca thì sáng giờ cũng không có gì, còn riêng tại cái khu vực này thì chỗ bô tràn thì chúng ta thấy là Nga đã cô lập được rất là nhiều. Và cái bản đồ này thì nó, chúng tôi nói là bản đồ này nó chính xác nhưng mà nó chậm thôi. Thì hiện nay là Nga đã chiếm hết lại cái khu vực này rồi, cho nên chúng ta không có gì phải lăn tăn hết. Còn riêng cái chỗ thành cổ này thì Nga đã cô lập càng ngày nó càng nhỏ dần. Và cái khu vực ở phía đông bắc này hôm qua là Nga đã cho 2 quả bom, như vậy là cái khu vực nó đã nhỏ như vậy mà chơi cái bom Pháp cỡ đó vào thì chúng ta thấy nó rung chuyển toàn bộ. Thì hiện nay là cái số này số số mà bên Ukraine ở trong này người ta đang thoát ra phía ngoài này, thì không biết là lúc nào thì sẽ giải phóng được cái khu vực này. Còn cái khu vực phía dưới chỗ Kupiansk thì cũng như thường lệ chúng ta thấy là Nga bắt đầu đánh vào các tuyến đường vẫn như mọi lần, đặc biệt là cái khu vực ở phía trên này chúng ta thấy nó gọi là Stepovaya Novosilovka, thì Nga cũng đang đánh ra cái khu vực đường này thì nó vẫn như ngày mấy ngày hôm qua, thì tôi chưa thấy có vẽ được thêm. Tóm lại là cái khu vực là từ khu vực vàng này cho đến khu vực vàng này thì nó Nga là đang tiến tiến đến khu vực này. Xin lỗi cái màu này. Đây, nó không nhảy nữa. Đấy, hiện nay thì Nga đang tiến đến các cái khu vực này thì tôi thấy là nó vẫn như thế thôi. Thì cái chỗ này là chủ yếu là các cái con đường từ Petropavlovska đi xuống các cái khu vực dưới này, nó có một con đường huyết mạch thôi, còn đây có một con đường nhỏ thì nó đi vào chỗ Orlyansk thì trước đây chúng ta nói rồi. Thì hiện nay các khu vực này thì Nga đang tiến hành một cách rất là bình thường, cũng không có gì nổi trội, nhưng mà các cái ngoài phía ngoài này thì chúng ta thấy là Nga vào bom rất là nhiều, tất cả các cái tuyến đường mà ven ven cái sông Usko này. Có lẽ sắp tới sẽ có những cái chiến dịch gì đây. Phía dưới này thì chỗ Nevesque thì hôm qua cũng tiến thêm một tí thôi, chứ Makivka, tóm lại là các cái khu vực này nó vẫn là chỉ ở cái mức độ là bên ven sông phía đông của sông Zepres. Còn cái chỗ mà khu vực Siberia đây thì chúng ta thấy là khu vực rừng tội phạm, thì hôm qua Nga đã phục kích được một cái toán quân của Azov. Còn hôm qua Nga đã giải phóng được cái chỗ Ivano-Darovka là ở chính ở đây, thì bây giờ là Nga đã cố gắng chiếm được cái điểm cao này. Thì từ điểm cao này thì có thể nhìn thấy Siberia, Siberia rất rõ, chúng ta thấy đây là tất cả màu xanh thôi, nó rất là đồng bằng thôi, mà riêng chỗ Ivano Darovka này thì nó cao hơn. Đấy, và từ đó thì Nga có thể chiếm luôn cả cái VMK, đấy là điểm cao trắng trắng này, núi. Thì hiện nay thì có một số bản đồ thì nói rằng là Nga cũng đã tiến chiếm cái khu vực VMK này, và có một số bản đồ thì đã bao hàm nó luôn. Đấy, nhưng mà tôi thấy là cái chỗ này nó chưa chắc chắn. Cái chỗ VMK này thì Nga đã rất là nhiều lần đã chiếm rồi, sau đó lại bị đánh bật ra. Thì chúng tôi cũng hiểu là cái khu vực này đã giải phóng hoàn toàn chưa, giải phóng hoàn toàn thì chưa, nhưng mà tức là đang nói về tiệm cận với cái VMK này. Trước đây thì Nga toàn đánh bằng các loại xe xe máy các bạn, xe máy xong tới cái là 2 tay 2 súng, 4 tay 4 súng, là coi như là bắn khắp nơi rồi là rút chạy, thì nó tương đối hiệu quả. Tại vì khu vực này nó có một cái nhà ga đấy rất lớn, thì nhà ga thì trong đó nó có một số cái đường ngầm chứa hàng hóa, thì bên Ukraine người ta nấp ở trong đó. Còn cái chỗ Rasdorovka đây thì cái chỗ này của Nga bắt đầu đã săn bằng cái chỗ này. À, chỗ này các bạn nhé, tôi xuống cái chỗ phía dưới này. Đây, dưới này thì chúng ta nhìn thấy là đây, cái làng Rasdorovka thì đã ok rồi, nhưng mà bên kia nó có một con sông. Đấy, nó có con sông thì là Nga bên này, thì Ukraine bên này, nhưng mà hôm nay thì Nga đã lấp cái khoảng này rồi. Đấy, thì chúng ta thấy là cũng đang tiến bộ, chưa lấp hết được trên này các bạn nhé. Trên này thì nó có các cái pháo đài, nó rất là công sự rất chắc chắn, cho nên Nga chỉ lấy được cái phần này. Thì tức là đã ở bên kia xong rồi, thì có lẽ là cũng chóng thời điểm nào đó thôi.
tại vì có một số phía phía trên này thì chúng ta biết là Nga cũng đã đang đánh trên trên này, còn phía trên này thì Nga cũng đã tấn công qua cái chỗ mà Parasenka, thì chúng ta thấy cũng cả cái vạt trên này. Phần Chasovka và Kalinovka này thì chúng ta thấy là hôm trước đánh rất là hăng, là có thể đã chiếm được cái phần phía nam của khu phố 2 và phần phía tây của Kalinovka. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta thấy là Nga lại nằm ở phía bên này thôi, tức là một bên bờ đông thôi, chứ còn bên bờ tây bên kia nó lại chiếm lại. Còn trong cái khu vực Chasovka này thì hiện nay nó đang im, mà đang im như thế này thì có nghĩa là sắp tới nó sẽ có đánh lớn. Và người ta nói là Nga đang len lỏi trong này rồi. Cho nên chúng ta cũng dạo này cũng không thấy bom đạn gì hết. Tức là nếu đánh bom thì nó sẽ trúng cả người Nga nữa. Cho nên hiện nay là đang hoạt động có vẻ như là trinh sát đang làm việc ở khu vực này. Hiện nay thì cũng đã thập từ núi sâu vào trong cái khu vực của giáp cái khu vực phố 2 và khu phố 3 này rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thông tin về chiến thắng. Cái khu vực dưới này thì ngày hôm qua chúng ta đã nói là đã nối được cái khu vực này, tức là từ Bikdena đến Zalisna, thì đây nó có một cái mỏ than thì đã nối được rồi. Thì hiện nay thì Nga cũng đang cố gắng phát triển thêm trong đô thị này, nó tương đối khó, thì có lẽ là trước mắt là sẽ làm cái chỗ này. Trong cái chỗ này nếu mà ok thì chúng ta thấy là hiện nay thì Nga rất là đang quan tâm ở các cái tới các tuyến đường. Thì nếu mà theo như toán tính của chúng tôi thì có lẽ là Nga sẽ lấy được cái chỗ này trước. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy nó có cả một vùng trời bình yên thế này. Đấy, sau đó là tiếp tục là Nga sẽ lấy cái vùng này. Đấy, tức là sẽ nó song song. Còn nếu mà tiệm cận được cái đường này thì nó được tiệm cận được cái đường này càng nhanh càng tốt. Đấy, cái đường này đi xuống New York này các bạn ạ. Còn đây có một số đường nó lằng nhằng thì nó đi lên Torres, và trên kia nó gặp Drusba và Bifinishina, thì nó sẽ tốt nhất là nhanh Torres. Chúng ta thấy là Drusba với Torres. Còn riêng cái chỗ mà khu vực New York đây thì chúng ta thấy là cái gốc thì có vẻ to cứng, nhưng mà phía trên này thì có vẻ là đang bị nó phản công. Tuy nhiên hôm qua thì Nga đã lấy lại được một phần, nhưng mà có thể tôi thấy nó cũng chưa chắc chắn lắm. Tức là hôm qua thì bên Ukraine người ta đã chiếm lõm sang tới đây. À, xin lỗi màu lõm vào tới đây. Đấy, còn lại một lõm vào tới đây, tức là Nga là mất cái khu vực này. Thì bây giờ Nga lại lấy lại cái chỗ đỏ đây rồi, thì chúng ta thấy là đang cố gắng giành giật nhau ở khu vực này. Cái chỗ này nó giáp giới với chỗ Europa đây, đây là nó gọi là Europa. Thì là nói chung chỗ này đang giao tranh rất là căng. Cái khu vực này thì đáng khen ngợi nhất đó chính là khu vực Progress. Progress đây thì Nga đã hôm qua đã giải phóng, và hôm nay thì cái phần phía dưới này thì Nga đã lấy lại được rồi. Có lẽ là cũng từng phần thôi chứ cũng không thể là nhanh chóng được. Thì khu vực này Nga đã lấy rồi các bạn. Tức là cái vùng lõm này thì chưa lấy hết, nó chỉ lấy được phần này thôi. Thì chúng ta thấy là khi mà lấy được cái chỗ này rồi thì này cũng nhanh rồi. Tất cả các hướng này người ta sẽ vào. Còn cái chỗ mà Novosilovka này thì tôi nghĩ là Nga nuôi thôi, chứ còn tuyết còi lúc nào thì đi lúc đấy, đứt lúc đấy rồi. Còn chỗ này thì cứ tiệm cận vậy thôi, chứ không bao giờ đến được chỗ đập. Cái chỗ đập này thì chúng ta biết là nó nguy hiểm vô cùng cho cả hai bên. Krasnogorovka thì cũng đang ở bên bờ vực thẳm, thì video trước chúng ta đã nói rồi, cái này cũng chờ tuyết còi cái là hết, nó xuống hố rồi. Cái sáng nhất vẫn là cái khu vực này. Tuy người ta vẽ thế này thôi, nhưng mà Nga đang cắt đứt cái đoạn đường từ cao tốc từ Vuleda đi Marinka này, thì chúng ta cũng chờ đợi kết quả. Robotina, xin lỗi là Mavramica thì cũng không có gì. Thì sau khi mà giành được toàn bộ cái Urasne thì có lẽ là hơi chậm lại. Cái khu vực Gulipole thì Nga từ cái hôm mà phục kích được cái đám đấy thì đang chấn giữ lại cái khu vực Mafupiu này, nhưng mà nói chung thì cũng không có tiến triển.
Robot thì này thì ngày hôm qua thì lại tiếp tục có một hai cái xe tăng và xe chở quân đi tới khu vực này thì đã bị Nga tiêu diệt. Ngoài ra các khu vực này phía trên này thì Nga cũng đã dùng UAV là phát hiện ra một số cái chuyển quân thế này thì Nga cũng đã tiêu diệt được một số các binh sĩ của Ukraine ở phía trên Orykhov. Khu vực Kherson bữa nay nó gần như là vắng, không có một cái động thái gì từ khi mà họ tung cái tin ra là có một gần như 1.000 binh sĩ đã bốc hơi khu vực này. Thì có lẽ là người ta nói rằng là khi mà qua sông thì đã bị Nga bắn thì có lẽ trôi sông hết rồi, ra biển hết rồi chứ cũng không có ai. Hoặc là bên kia người ta khống, tức là nâng cái quân số lên, thì bây giờ thì thế này không có thì nó gọi là chết, thế thôi, mất tích. Còn khu vực Odessa thì chúng ta nói rồi, thì hiện nay chúng ta thấy là Romania và Bulgaria là đang rất là rộ lên, rất là hào hứng, chứng tỏ là ta là tiền tuyến của NATO ở phía đông. Thì cho dù gì đi chăng nữa thì những cái động thái như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Nga, nhưng mà nói chung là khu vực Biển Đen là tạm ổn. Thì ngày hôm vừa rồi thì chúng ta thấy là có một dàn nó tấn công Sevastopol thì gần như là đã bị hạ hết. Thì có lẽ là Nga đã có một cái phương thuốc gì đây đặc trị ở cái khu vực này. Trong cái bản tin trước thì chúng ta có nói là ông Zelensky đã gọi điện cho ông Trump gần 20 phút đồng hồ, và sau đó thì hai bên bên nào cũng khoe là mình là có một cuộc đàm thoại thành công. Thì trong đó thì ông Zelensky nói ông Trump là Tổng thống Trump, nói kia rất là hoành tráng và trước sau cũng là Tổng thống Trump hết. Như vậy là coi như là đến sau đó thì chúng ta lại biết là ông là nói chuyện với Biden, thì Biden thì nó cũng là Tổng thống, thế nó hóa ra Mỹ là có hai Tổng thống. Thì ông Biden rất là giận, rất là tức giận. Tức là bèo bèo tao cũng làm 4 tháng nữa thì bây giờ tự nhiên nó nói được kia tổng thống thì tao là ai. Đấy, cho nên là hiện nay là anh này anh bị vạ miệng cái vụ này. Đấy, cho nên là mà nói chung là anh Biden thì anh cũng xuống thôi, rồi anh Zelensky thì cũng xuống thôi. Thì chúng ta thấy là đế quốc là như vậy, tư bản là như vậy, đến lúc là con rủ nhau đi xuống, không xuống thì cũng không được, đã đến lúc là phải lật sang một cái trang khác. Và sau cái vụ mà nói chuyện với ông Trump thì người ta đã thấy là hình hài của một cái gọi là một cái thỏa thuận đàm phán với Nga, và cái thời gian, thậm chí thời gian trước khi mà có cái bầu cử, hoặc là cùng lắm là phải lúc bầu cử xong, thì nói chung là trong vòng 3-4 tháng nữa thì có lẽ kết thúc thật sự. Bởi vì đây là cái người trong cuộc, người ta muốn kết thúc thì nó sẽ kết thúc. Nhưng mà bây giờ cái cách thức kết thúc như thế nào thì không phải là các bên chấp nhận. Bởi vì khi mà là thỏa thuận hay là đàm phán thì nó phải là có các bên. Mà trong này thì giống như ông Trump thì chưa làm tổng thống, nhưng mà ông đã có những cái giống như đọc lệnh Nga, là coi như là tất nhiên là anh tháo dỡ cái ngòi nổ này, tức là làm chấm dứt chiến tranh hoặc là như thế nào đó, bằng hình thức nào đó không cần biết. Bằng trên mặt trận thì là Nga với Ukraine thôi. Còn về mặt ngoại giao, về mặt chính trị, về mặt đủ thứ nữa thì là cái chuyện đấy là bằng cái hình thái nào cũng được, miễn là có hòa bình. Ok, nhưng mà mang dạng tối hậu thư hoặc là đọc lệnh Nga thì cái đấy tôi nói khó. Bởi vì Nga phải là người quyết định ở cái xóm này, chứ không phải là Mỹ hay là Đức hay là ai quyết định cái xóm này hết. Ukraine cũng không thể quyết định cái xóm này. Ukraine chẳng qua người ta chờ rút ống thở coi như thế là xong, đừng có nói chuyện giỏi lắm là thoái thóp được một thời gian ngắn thôi. Cho nên cái người quyết định ở đây về mặt chính trị, về mặt ngoại giao, về mặt quân sự hay trên mặt trận tiền tuyến hay hậu phương là Nga quyết định, là một. Cái thứ hai về mặt chính trị, nếu mà Ukraine nếu mà ông Donald Trump mà muốn móc cái vấn đề Ukraine này vào với cái vấn đề là Nga sẽ giải quyết vấn đề này và Nga không được can thiệp vào giúp đỡ Trung Quốc trong trường hợp Mỹ và Đài Loan coi như là có cái gọi xung đột với lại Trung Quốc, thì cái điều này tôi nghĩ là Nga sẽ không công nhận, không chấp nhận được. Bởi vì là tôi là người quyết định mà ông lại còn đọc lệnh tôi, và ông lại còn phải có yêu sách và yêu cầu tôi phải thế nọ thế kia này, thì cái này khó. Quý vị cứ tưởng tượng ra cái ngữ cảnh hiện nay là trong cái các quân cờ, đó là hiện nay nó như vậy.
thì tôi nghĩ là Nga cần hòa bình không thì tất nhiên là cần, nhưng mà không phải điều kiện của phương Tây, không phải điều kiện của Zelensky, mà phải là điều kiện của Nga. Tôi xin kết thúc cái video này tại đây và hẹn các bạn trong cái video lúc 0 giờ hoặc là 23:45. Thì chúng ta sẽ nói lắng nghe và đọc, thì cái tôi nghĩ là đó là một video nó cũng bổ ích, nó có những cái thông tin về ông Biden, và có lẽ là ông Biden đang gọi là hạ cánh, không biết là đang hạ cánh theo theo cái dạng như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà có lẽ là hạ cánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.